Thưa quý khán giả, đây là số nón bảo hiểm giả thương hiệu vừa được lực lượng quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp phát hiện tại cơ sở kinh doanh của một phụ nữ 21 tuổi ở xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Qua kiểm đếm, số lượng nón bảo hiểm giả nhãn hiệu nón sơn là hơn 300 cái nón. Lực lượng chức năng đã lập biên bản niêm phong toàn bộ số hàng quá nói trên. Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng mà cho biết thông qua mạng xã hội nhập số lượng lớn nón bảo hiểm này từ thành phố Hồ Chí Minh về bán kiếm lời. Toàn bộ số hàng giả nhãn hiệu nón sơn này sau đó được lực lượng chức năng đem đi tiêu quỷ. Phương thức tiêu quỷ được áp dụng là cho đập dở, quỷ hình dạng ban đầu. Quá trình tiêu quỷ hàng hóa có sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng theo quy định.